ba bao quá. Order, order vô cái miếng. Một cái order chỗ bình thường đi samurai nó cắt mấy miếng chạy. Nó nói thiệt, vô em vào đi ăn. Nó còn thiết để làm cơm. Nó còn cơm. Cơm cơm mà mình thấy một cá của mình nó làm cách ăn mà để chẳng thành vô. Có đâu. Rồi bắt con nó mua. Cái gì nó có tuổi nha. Nghe đâu? Nghe mà muốn ăn cái gì ạ? Nó nghe tiếng chuông á. Chà. Làm nghe đâu? Đem là bạn nghe. Nghe đâu? Xe tin tin mà. Đi về nha con, đi về nha. Cái gì cái tự nhiên chạy tới chú Phú không? Chú Phú không? Chú Phú đâu? Nghe khoái giống mà mốt mất trước là nó đói, nó đói người kẹt cuộc ba phèo mẹ phèo mấy ngày này, sáng nào cũng cỡ 5 giờ, 5 giờ tự nhiên nó dậy nó đi kiếm ti nữa. Ờ cái giờ đó là mình thức luôn. Ừ, làm nó không dậy được. Ủa nó thức mấy lần? Ít thức mà. Dài đâu, dài cỡ 5 giờ nó thức rồi. Có mạng đầu có. Trời ơi. Không nhưng đi rất thật mà. Đúng rồi á. Đi rất thật mà, sư chùa mà, sư cọ đi rất thật mà. Em đã chưa? Sư cọ đi rất thật. Tân người tân. Rồi. Không đâu. Ờ, tới đá vô phòng làm kia. Rồi ở đây mới gọi chị Hòa sáng nha. Gọi Hòa sáng làm gì? Đây hỏi hỏi chị qua gọi lại gọi mẹ cha. Nó lại gõ cửa. Nói con lựa thì mình đi đi trong nhà về. Sáng về về xong. Xe hơi. Chào đi bye bye đi. Chào đi. Hai cỏ ơi con cỏ kìa đẹp kìa. Hai. Hai đi, hai. Đi 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 đi. Vô bắt nước cho ba, vô bắt đi. Vô bắt nước cho ba. Vô bắt nước đi. Đi, đi vô chơi con, đi. Ủa, đụng đâu, đụng. Ờ, đâu, ở cái này hả? Cao quá. Không đụng người ta mà, anh đừng có dậy nó từ chịu đó. Ba hung ơi, ba hung ơi. À. Không đụng người ta mà con đòi đánh người ta là sao? Nè, đi nhìn đường, nhìn xá nè. Mình tưởng nó cao tới. Nó cao tới cái đó. Mình muốn để ý. Ờ, đụng cái đó. Thì ra nó cũng cao ghê. Thường lắm. Đó giờ 2 mét mấy, 2 mét 16 chưa. Mình tưởng đâu nó cao cho tới, nó cụm luôn. Quay cái đây đủ rồi ba ơi. Ừ. Quay nữa. Là mẹ chạy hiếm mẹ luôn.